mọi người, lại là mình đây. Và hôm nay mình sẽ review bột ngũ cốc Hàn Quốc cho mọi người nha. Từ ngày các hàng quán đóng cửa lại thấy bột ngũ cốc này tiện phết đấy chứ. Ăn sáng, ăn bữa nhỡ đều ok mà siêu nhanh luôn. Ngũ cốc này bao gồm 50 gói, mỗi gói 18g, bao gồm quả óc chó này, hạnh nhân, bí ngô, đậu phộng và hạt ý dĩ. Một hộp 50 gói, mỗi gói 18g, tính ra giá cả siêu hợp lý mà tất cả mọi người có thể dùng luôn ạ. Cách sử dụng siêu đơn giản, một gói 18g pha với 90ml nước nóng nha mọi người. Và khi mà mua cái hộp này thì tất cả mọi người trong gia đình có thể dùng, nào là ông bà, bố mẹ và con cái, kể cả người ăn kiêng hay người có bệnh tiểu đường nha. Khách mình đang ăn kiêng cực kỳ thích em này luôn ạ, bởi vì em mình có thể cung cấp năng lượng mỗi ngày mà không lắm béo phì. Chưa kể cách pha siêu nhanh, siêu dễ và có thể uống được mọi lúc mọi nơi. Ta, vậy là mình đã pha xong một cốc của mình rồi đây, tổng thời gian chỉ mất tầm 5 phút thôi ạ. Hàng mình luôn có sẵn ở Việt Nam nên là ai cần có thể inbox mình để đặt hàng nha. Cảm ơn mọi người.